Từ trái tim xin một lời, tôi yêu Việt Nam. Tập 15, chuyến du ngoạn trên chợ nổi, an toàn khi đi thuyền. Các em chú ý, chúng ta sắp lên thuyền. Tất cả các em hãy mặc áo phao vào nào. Và nhớ phải cài khóa cẩn thận nhé. Dạ vâng ạ. Màu cam đẹp tuyệt, đây chính là màu dành cho tớ. Tớ cũng thế, tớ thích màu cam. Các em, bây giờ chúng ta sẽ lên thuyền. Thuyền có thể sẽ tròng trành, nên các em phải bước thật cẩn thận và nắm tay bác lái thuyền để đi xuống thuyền nhé. Vâng ạ. Ê, các cậu ơi. Xem đây, tớ oai không này. Xem đây, tớ đi trên thuyền. Mai đây, tớ sẽ lái thuyền khắp nơi. Lướt thôi. Xem đây, tớ oai không này. Xem đây, tớ đi trên thuyền. Mai đây, sẽ lướt đi khắp mọi miền. Oh yeah. Ben ơi, đến ngồi với bọn tớ đi. Không, người thuyền trưởng thực thụ phải đứng ở chỗ điều khiển con thuyền chứ. Thuyền trưởng, thuyền chuẩn bị tới bến rồi. Ngồi xuống đi, nếu không em sẽ rơi xuống nước đấy. Mình đã bảo không mà lại. Ơ, là cô ạ, em cứ tưởng... Khi ngồi trên thuyền, em phải ngồi ngay ngắn tại chỗ của mình. Không thò tay, vươn người ra khỏi thuyền. Không nghịch các thiết bị trên thuyền. Nếu không thì sẽ rất nguy hiểm đấy. Một thuyền trưởng cũng phải biết khi nào là an toàn chứ, đúng không? Ừ. Tớ thấy thuyền chở được nhiều người giống như xe buýt, nhưng nổi được trên mặt nước. Để tớ đọc xem sách nói gì. Chúng ta phải ngồi yên, thuyền sẽ tròng trành nếu có người đi lại, đùa nghịch. Cháu có muốn ăn chuối không? Cô cho cháu này. Cháu cảm ơn ạ. Nếu bạn vươn người ra khỏi thuyền thì thuyền rất dễ bị nghiêng và chúng ta sẽ rơi xuống nước. Ê, cẩn thận. Tớ biết cách giữ thăng bằng trên thuyền. Cậu làm thế là nguy hiểm lắm đó. Hai cậu ăn chuối đi. Cảm ơn đi. Nhớ nhé các bạn. Khi đi trên sông, nhớ nhé các bạn. Áo phao luôn mặc và không đua nhau. Khi ta leo lên, hay cần bước xuống. Nắm tay người lớn an toàn mà. Honda Việt Nam, nỗ lực hết mình vì sự an toàn của bạn.